con chuột cả. Chuột đâu? Chuột đâu? Chuột ở trên bèo mà. Cá. Cá, cá. Ô. Ôi giời ơi. Chú vay, chú vay, hôm nay có con cắm to. Ôi giời ơi, bảo sao mình thấy có mùi gì. Chú vay vô. Thoát được chú. Đéo cái con cá chết à. Ôi sao mình thấy có mùi gì? Con chấm chết đây này. Chết rồi ấy. Tại sao chấm vừa đến đây cho thấy thấy mùi? Con này. Vâng, chú cứ vay đi. Vay sát à? Con to sở nha. Cho cái chân nó rãng này này. Chân này này, đạp vào sát đâu. Nhưng mà trên này này. Bình tư. Em đổ không ấy đây. Đào lỗ chôn đi. Không, cá vẫn còn. Cứ nhìn nhau, tiếc còn trò. Hơ, ra rồi, ôi dồi ôi. Tệ lắm, tệ lắm, trong đấy có một đồ tệ lắm mà. Ê, cá này. Thả đi. Mất bèo ra. Chú Bình để cho anh Hải anh pe nó nữa nè. Chú Bình, anh cái tô này ra thôi, anh vừa nè. Vừa vẳng cái chú bèo này ra. Pe nó cứ nhìn nha. Vớt quảng mẹ anh bờ ơi, vớt bèo quảng anh bờ ơi. Trong, sao giờ đàn nó đang dùng. Cái gì đấy em kia? Vớt mẹ bèo vớt trên bờ này. Vớt trên bờ đây này. Vớt trên bờ đây này. Cho nó dễ vớt. Bác cái vặt đi cái này. Vớt hết rồi đấy. Vớt hết bờ. Vớt lên. Vớt lên đống. Tiếc nhiều phần cả chấm chết. Kì. Thối quá. Cái mùi nó. Nó mạnh quá nó chết rồi. Không. Mạnh như vậy. Đâu? Đây chú ơi, nhưng mà lấy chú cứ lại đây cho ấy bèo phát đến đầu chú. Vừa lấy cái cửa này. Tao tay đi. Tao tay đưa lên đây này. Đấy. Chú hết cả đồn rồi, đồn bây giờ nó mới làm. Mẹ nó mà. Chú cứ lên đi. Quay đi, nó thấy là tay ướt. Cứ đào cái người rồi kéo đây. Sao mà kéo được. Tát đây tí nữa này. Mưa trong này. Tại sao? Đứng ra bên ngoài xong anh thì kéo bèo ra.